kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Mường Khương. Thưa quý vị và các bạn, năm Bính Thân 2016 khép lại với biết bao niềm vui phấn khởi khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Thưa các bạn, mừng Đảng ta tròn 87 mùa xuân, mừng đất nước ta đổi mới giàu đẹp. Cùng với đồng bào cả nước, nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương phấn khởi tự tin đón chào xuân mới, xuân Đinh Dậu 2017. Với niềm tin phấn khởi đó, trong chương trình 30 Tết của Đài Truyền thanh Truyền hình Mường Khương ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung sau đây. Mường Khương vững tin bước vào mùa xuân mới. Xuân về trên những nẻo biên cương. Chợ phim Mường Khương, bảo tàng sống về sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ xuân về là mùa của những niềm vui hạnh phúc, mùa của hoa lá đâm chồi nảy lộc và cũng là mùa để mỗi chúng ta nhìn lại những kết quả thành tựu sau một năm phấn đấu. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ 23, cũng là năm đầu thực hiện các nội dung của kế hoạch 5 năm 2015-2020. Huyện Mường Khương đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Tuy vậy, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm 2016 khép lại, tiếp tục ghi đậm dấu ấn về ý chí vượt khó, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong huyện, sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc đầy trách nhiệm trước nhân dân của cả hệ thống chính trị đã tạo nên những kết quả rất quan trọng. Kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Với tổng diện tích chè 2.478 hectare, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 7.896 tấn, giá trị thu nhập hàng năm đạt trên 51 tỷ đồng. Diện tích dứa toàn huyện trồng trên 550 hectare, sản lượng đạt 12.500 tấn, giá trị sản lượng hàng năm đạt trên 62 tỷ đồng. Cây chuối diện tích 446 hectare, sản lượng trên 8.000 tấn, giá trị đạt 48 tỷ đồng. Từ sự cố gắng nỗ lực đó đã góp phần đưa tổng sản lượng lương thực của huyện đạt 35.473 tấn, tăng 8,1% so với năm 2015. Những thành quả đã đạt được trong phát triển nông nghiệp là minh chứng khẳng định tính đúng đắn trong định hướng, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần làm cho nền kinh tế nông lâm nghiệp chiếm vai trò chủ đạo, tiếp tục là nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực khác phát triển. Công tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định theo hướng hàng hóa. Các dự án như dự án ngân hàng bò tại xã Tung Trung Phố, dự án hỗ trợ con giống thuộc dự án giảm nghèo giai đoạn 2 đã góp phần nâng tổng đàn gia súc gia cầm toàn huyện lên 254.816 con, tổng sản lượng thịt gia súc, gia cầm, xuất chuồng đạt 2.489 tấn. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 65 đơn vị trường học, trong đó đã có 22 trường học đạt chuẩn quốc gia, 4 trường đạt chuẩn mức độ 2. Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị từ huyện đến xã được đầu tư, đảm bảo điều kiện phục vụ chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng. Trong năm 2016, toàn huyện đã kết nạp được 210 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.553 đảng viên. Thành lập mới một chi bộ trực thuộc, nâng tổng số chi bộ trực thuộc toàn huyện lên 45 chi bộ. Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mường Khương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Kết quả cho sự cố gắng nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi năm 2016, Mường Khương có thêm một xã Lồng Vai đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Làm mới được 860 nhà tiêu hợp vệ sinh, 665 chuồng trại nuôi nhốt gia súc, huy động các tổ chức và cá nhân ủng hộ trên 4 tỷ 350 triệu đồng tiền mặt. Nhân dân đóng góp được trên 13.570 công lao động để xây dựng nông thôn mới. Vui hơn nữa là năm 2016, hàng chục hộ gia đình được đón Tết vui xuân trong những căn nhà mới ấm áp nghĩa tình. Càng tự hào hơn khi ngắm nhìn bức tranh của một huyện vùng cao biên giới đang ngày càng được khởi sắc. Năm 2016 là năm diễn ra rất nhiều các cái sự kiện trọng đại của đất nước cũng như là của địa phương. Là năm mà tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, rồi tổ chức
bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Rồi là cũng là năm mà chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Rồi triển khai cái kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 là năm có ý nghĩa rất là quan trọng để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, quán triệt sâu sắc và bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực, đổi mới cái phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo cái hướng chủ động, rồi quyết liệt, toàn diện, dứt điểm và hiệu quả, kịp thời có những cái giải pháp phù hợp để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là trong công tác xây dựng Đảng thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật. Là toàn đảng bộ huyện thì đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các cái quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với cái việc triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Rồi công tác phát triển đảng viên và xây dựng cái chi bộ độc lập thì đã được quan tâm cả về chất lượng và số lượng. Những thành tựu to lớn đó đã tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ và nhân dân huyện Mường Khương vững bước vào năm 2017 với khí thế mới, quyết tâm mới. Mặc dù bước vào năm Đinh Dậu dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu với các giải pháp cụ thể như tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững của ngành nông lâm nghiệp, tăng cường chuyển giao có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi, trong đó tích cực vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng một số mô hình kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển ở từng địa phương, khuyến khích nông dân đầu tư mở rộng diện tích trồng cây quýt, dứa, chuối, chè. Về văn hóa xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện cái công tác, nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với cái việc xây dựng, củng cố cái hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát theo điều lệ đảng và duy trì thường xuyên cái quy chế phối hợp với thanh tra nhà nước trong cái việc kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị, rồi chú trọng xây dựng cái lực lượng nòng cốt, củng cố, nâng cao cái hiệu quả hoạt động của khối dân vận xã, thị trấn để nắm bắt kịp thời cái tư tưởng cũng như là tình hình ở cơ sở để chủ động giải quyết những cái vấn đề phát sinh, nảy sinh ngay từ cơ sở. Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Mường Khương với sự đồng thuận, đoàn kết, toàn đảng, toàn dân sẽ là động lực để huyện vững bước vào năm 2017 với niềm tin và kỳ vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn. Thưa quý vị và các bạn, các dân tộc huyện Mường Khương có nhiều nét văn hóa đặc sắc đã làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc Việt. Trong đó, không gian sinh hoạt văn hóa chợ phiên là một trong những điểm nhấn độc đáo làm nên nét riêng biệt của các dân tộc trong huyện.
Với 14 dân tộc anh em là 14 sắc hoa cùng sinh sống đoàn kết, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 40%, dân tộc Nùng chiếm trên 30%, còn lại là các dân tộc khác như Giao, Bố Y, Phù Lá, Kinh, Lô Lô. Chợ phiên Mường Khương mỗi tuần họp một lần vào Chủ nhật. Nếu với các dân tộc khác, chợ là một hoạt động thương mại, là nơi sinh kế của nhiều người, thì với người Mông, xuống chợ không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hóa với những sản vật gia đình sản xuất, nuôi trồng được, mang theo như con gà, con lợn, gùi rau cải, tấm vải lanh, chiếc đéo cày hay rượu ngô, mà chợ còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tâm tình. Bởi thế, vào mỗi buổi chợ phiên, khi mặt trời còn chưa ló rạng, quãng đường dài không làm mệt mỏi những bước chân vượt núi đá vôi để náo nức xuống chợ. Những cô gái váy hoa rực rỡ đung đưa theo dáng núi, khúc khích nụ cười duyên, chàng trai người Mông nhịp bước với tiếng khèn gọi bạn xốn sang. Đến chợ phiên của người Mông, du khách dễ dàng tìm thấy những khu vực dành riêng cho từng loại mặt hàng như hàng tạp hóa, hàng thổ cẩm, rượu ngô, rau củ quả các loại và gia súc. Đặc biệt là khu vực ẩm thực, nơi dành riêng cho sự gặp gỡ bạn bè, nơi món mèn mén, phở chua hấp dẫn thực khách, nơi bát rượu ngô chánh choáng men nồng. Phiên chợ bà con xuống để ăn mèn mén rất ngon. Sau ấy món phở là ngon hơn món phở mèn mén là rất ngon rồi. Nên là từ ngô địa phương làm ra, ăn với canh đậu là rất ngon. Vâng, chủ nhật nào cũng xuống ăn. Cái này tôi cũng là mãi kinh tế rau này, rau sạch của mình, chả phun thuốc gì, toàn chủ nhật về bán thôi. Thì bán cũng là rất đông người lấy. Vâng, đúng là toàn bán rau, bán cỏ đi, mình không phun thuốc thì rau nó cũng dễ bán hơn. Thì chỉ toàn bán cái này đi cho con cháu, đưa cho cháu đi học thôi. Thêm một điều ấn tượng khi đến chợ phiên là ở gian hàng bán rượu, những người đàn ông, cả phụ nữ lần lượt thử rượu. Người bán niềm nở, mời chào, người mua nhiệt tình thử rượu. Tất cả họ đều vui vẻ, cười nói lẫn cả vào trong tiếng gió. Hình ảnh này thật khó để bắt gặp ở một dân tộc khác. Cũng từ những phiên chợ, qua tiếng khèn ra diết gọi mời, nhiều chàng trai cô gái đã mê đắm và tìm đến nhau, rồi khắc khoải chờ đợi trong những phiên chợ sau để gặp gỡ, hẹn hò, rồi nên vợ nên chồng sau đó. Chợ phiên không chỉ góp phần làm đa dạng thêm các hoạt động thương mại, nâng cao đời sống cho người dân, mà giờ đây chợ phiên đã trở thành một sản phẩm du lịch có sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt Mường Khương đang đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, thu hút nhiều khách du lịch mỗi năm, thì cũng có gần chừng ấy khách du lịch muốn một lần đến với chợ phiên Mường Khương. Hôm nay đến đây thì mình cảm thấy rất là vui và nhộn nhịp, và không khí ngày Tết thì bà con chuẩn bị các cái đồ để ra bán cho ngày Tết thì cảm thấy rất là nhộn nhịp, và các cái món ăn ở đây là các món ăn truyền thống thì cảm thấy rất là ngon miệng và phù hợp với đặc sản của từng miền. Nếu có cơ hội được đến đây thì mình rất muốn đến lần thứ hai, cả những lần tiếp theo nữa, tại vì ở đây các người dân rất là hòa đồng và thân thiện với. Nếu ai đó nói sự thương mại hóa, du nhập của nhiều mặt hàng công nghiệp từ miền xuôi đang làm mai một nét văn hóa của các phiên chợ vùng cao, thì có lẽ đó là một nhận xét phiến diện. Những gian hàng bày bán quần áo, giày dép, hàng điện tử của người dân miền xuôi chỉ góp thêm một nét xương cho chợ phiên thêm náo nức. Nếu bạn một lần trải nghiệm, khám phá và cảm nhận những hơi thở, nhịp sống của chợ phiên Mường Khương, bạn sẽ thấy những điều trên chỉ là một phần rất nhỏ, còn tầng sâu ý nghĩa và những nét văn hóa chợ vẫn còn vẹn nguyên. Không phô trương, cầu kỳ, bon chen, thị phi, chợ phiên vẫn mộc mạc, chân thành giữa người mua và người bán như chính bản chất tốt đẹp của người nơi đây vậy. Đi chợ phiên Mường Khương để rồi thêm yêu mảnh đất và con người nơi đây, khác xa với sự nhộn nhịp, bon chen nơi thành phố. Mỗi gương mặt chất chứa bao nỗi nhọc nhằn của sự mưu sinh trên vùng đất khó khăn nhưng thật chân thành và đáng trân trọng. Chợ phiên Mường Khương luôn đặc sắc, nổi bật với những nét riêng về ẩm thực, trang phục và cả mục đích của người dân xuống chợ. Sự mua bán không được nâng lên, đặt xuống, kỳ kèo giá cả mà được giải quyết nhanh chóng, được ví như bảo tàng sống về sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chợ phiên thực sự thể hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc.
Bất kỳ ai, nếu một lần đặt chân lên Mường Khương, hãy một lần hòa mình vào nhịp sống của chợ phiên. Bạn sẽ hiểu cuộc sống và nét văn hóa của người dân đáng yêu, đáng trân trọng và cần gìn giữ đến nhường nào. Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu, và ở vùng biên giới Mường Khương, đồng bào các dân tộc và bộ đội biên phòng đang hòa cùng nhịp sống của đất trời với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ góp phần làm nên mùa xuân bình an của đất nước. Mùa xuân mới ở thị trấn biên giới Mường Khương yên bình và thơ mộng. Trên nẻo đường tuần tra, các chiến sĩ biên phòng nơi đây vẫn lặng lẽ hành quân qua từng cột mốc nẻo đường để giữ mùa xuân cho mọi nhà. Ai cũng biết, mùa xuân của mỗi gia đình, của mọi nhà và của Tổ quốc Việt Nam thân yêu không thể thiếu hình bóng của những người lính, những con người lặng thầm và quả cảm, gác những niềm riêng để giữ vững sự bình yên nơi miền biên viễn của đất nước. Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, chính trị viên đồn biên phòng Mường Khương chia sẻ, thực hiện kế hoạch bảo vệ Tết, đơn vị đã triển khai lực lượng cụ thể chi tiết. Ngoài việc tuần tra canh gác, đơn vị còn cử lực lượng xuống cắm bản, bám nắm địa bàn, duy trì quân số trực theo quy định, tổ chức cho cán bộ đến thôn ăn Tết cùng với nhân dân. Đội biên phòng Mường Khương cũng đã chỉ đạo đội vận động quần chúng, làm tốt công tác vận động quần chúng, triển khai cho anh em xuống các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là những cái thôn người Mông và những cái thôn giáp biên giới, tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là thực hiện cái đề án của Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016. Thì ngoài những cái luật liên quan thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào tuyên truyền cho bà con nhân dân những cái văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến cái hoạt động ăn ở, đi lại, sinh hoạt của bà con trong khu vực biên giới, ví dụ như là luật biên giới quốc gia năm 2003 và nghị định 34/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền. Đồng thời cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm vững hệ thống đường biên cột mốc để trong quá trình bà con làm ăn canh tác, đi lại để cùng với bộ đội biên phòng là quản lý vững chắc cái đường biên cột mốc. Cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, tinh thần xẻ áo nhường cơm động viên bà con đồng bào dân tộc nghèo đón Tết là tình cảm cao quý của những người lính mang quân hàm xanh. Trong không khí mùa xuân về, cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đồn biên phòng Mường Khương đã trích kinh phí thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đồn biên phòng nhận đỡ đầu trong chương trình nâng bước em tới trường. Xúc động trước tấm lòng của cán bộ chiến sĩ biên phòng đồn biên phòng Mường Khương, các gia đình đều cảm thấy phấn khởi. Vì Tết này, ngoài niềm vui sum họp gia đình, còn được đón nhận tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ đồn biên phòng. Năm 2016 vừa qua, đồn biên phòng Mường Khương đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, là điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồn biên phòng còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tết là dịp để mọi người đoàn tụ bên gia đình, cùng hướng về cội nguồn quê hương, dòng tộc. Tuy nhiên, với những người lính biên phòng thì đồn là nhà, biên giới là quê hương. Bởi thế, mùa xuân về, được chứng kiến sự no ấm của đồng bào các dân tộc là niềm vui hạnh phúc của những người lính biên phòng ở miền biên giới xa xôi. Đây là động lực để từng cán bộ chiến sĩ vững chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình 30 Tết của Đài Truyền thanh Truyền hình Mường Khương ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.